cái người mà có đi lên luôn rồi. Wow, quá đẹp các bạn, đẹp ha các bạn. Đúng là chiều qua là tôi có nghe Thanh Quý nói rất là nhiều về Ninh Thuận, và các bạn cũng cảm nhận được Ninh Thuận như thế nào so với trước đây. Và tôi cũng sẽ chính xác định một điều nữa là nơi nào hệ thống giao thông tốt thì nó sẽ phát triển, nó sẽ chạy và vẫn về du lịch. Như vậy chiều qua tôi nghe Thanh Tuyết nói rất là nhiều về cái Ninh Thuận bây giờ và tương lai sẽ phát triển về kinh tế, về du lịch, một cái điều không thể nào mà không xác định được hết. Ồ, con đường rất là đẹp, không nói nào mà đẹp mà không biết diễn tả sao luôn, quá đẹp, quá đẹp. Ừ, đường đẹp quá. Ô, sư phụ anh Trân nè. Cái gì sư phụ anh? Nói vậy là sai rồi. Mấy con dê nó gặp anh nó gọi là sư phụ. Cái mắt gì anh gặp dê gọi sư phụ. Con kém gặp anh với sư phụ ơi. Đúng không? Con kém là gặp anh với nói là sư phụ. À, con kép nó gặp anh nó kêu sư phụ. Kể đi, kể đi, kể đi, kể đi. Kể gì? Kể gì? Kể gì? Kể gì? Cái này các bạn suối nha. Cái cầu của khách hàng là đáp ứng. Con chưa có nghe nha. Rồi. Có. Nghe nhạc bắt chuyện nghĩa làm gì nữa.